trải qua ba hiệp đấu rắc na dốc bên phía thần lúc này đây đã giành được hai trận thắng với chiến công của thần sấm sét bắc âu tho và thần hy lạp rớt tuy vậy bên phía nhân loại do kiếm sĩ mạnh nhất loài người là sasaki Chijo đại diện đã thành công đánh bại vị thần biển Poseidon, em trai thần rớt đem về vinh quang đầu tiên cho nhân loại chiến thắng này chính là hy vọng đầu tiên trong việc đấu tranh giành quyền được sống của con người trước các vị thần lúc này đây em út gòn đang đi cùng với người chị của mình một trong 12 văn cai, Bun Hilder, cả hai người đang lo lắng không biết đấu sĩ đại diện cho các vị thần trong trận đấu tiếp theo là ai. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên, hóa ra đó là Hack Queen, anh ta là vị thần tiếp theo sẽ tham gia vào lượt đấu thứ tư với nhân loại. Hack Queen chúc may mắn cho hai chị em nhà văn cai rồi nhanh chóng rời đi, trên đường đi. Hack Queen gặp thần lừa lọc Loki. Hắn châm chọc về sức thân từng là con người của Hack Queen rằng anh hẳn phải thấy khó xử lắm khi đối đầu với giống loài của mình. Nhưng quy nói rằng loài người nhất định là những đối thủ xứng tầm và với tư cách là đại diện của các vị thần, anh sẽ đánh bại họ, sau đó dùng chiến thắng của mình để thỉnh cầu các vị thần tha thứ cho nhân loại. Quay trở lại chỗ Bun trong lúc con đang thắc mắc là ai mới có thể đấu lại được một hack Queen chính trực dũng mãnh, thì người chị của cô bé, Bun đã sớm có câu trả lời, đối thủ lần này của hack Queen trong cuộc đấu với người và thần chính là tên sát nhân đồ tể giết người hàng loạt, Jack. Hắn ta là một kẻ bị đánh giá là cận bã của cận bã, là thứ rác rưởi ô uế của nhân loại biết được đối thủ của mình là một tên hạ đẳng, Hack Queen vô cùng nổi giận với Bun Không chỉ riêng anh mà toàn bộ khán đài bên phía nhân loại đều vô cùng ngỡ ngàng trước sự góp mặt của Jack với tư cách là người đại diện cho nhân loại. Hack Queen đưa ra một lời đề nghị cho Jack, đó là chấp nhận đầu hàng và anh sẽ thỉnh cầu thần rất không để linh hồn hắn bị đầy đến níp hem. Jack đổ tịch cúi đầu ngả mũ. Hắn cảm ơn và từ chối lời đề nghị của Hack Queen một cách lịch thiệp. Nhìn phong thái lịch sự như một quý ông này của hắn khiến cho Hack Queen có phần ngỡ ngàng. Jack rút ra một cây kéo khổng lồ từ sau lưng, giới thiệu rằng đây chính là thần khí luyện thành của hắn. Các vị thần và loài người đều tỏ ra bất ngờ trước thứ vũ khí điên rồ ấy. Hack Queen thấy Rách đã quyết tâm, bèn lên tiếng chấp nhận lời khiêu chiến của hắn. Nhưng anh vừa dứt lời thì Jack ba chân bốn cẳng bò chạy mất dép. Điều này khiến Hack Queen vô cùng tức giận, anh liền chạy theo sau tên Rách. Hack Queen rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, trước mặt anh là Jack đang ngồi ung dung thưởng trà, hắn đưa một tách lên mời Hack Queen. Hedwin tiến lại gần Jack thì phát hiện ra một sợi dây vô hình trước mặt. Anh liền giật mạnh sợi dây xuống. Điều này vô tình kích hoạt cả bẫy mà Jack đã răng ra sẵn. Vô số lưỡi dao bay về phía Hedwin nhưng tất cả chúng đều bị đánh bật trước cơ thể phi thường của anh, Jack thấy tình thế không ổn. Hắn lấy ra một khẩu súng, bắn móc câu lên tòa nhà đối diện rồi đu người bỏ trốn. Anh dậm chân lấy đà rồi bật thật lực lên không trung, bay thẳng về phía Jack. Hack Queen vung một chùy đập nát thần khí của Jack, khiến hắn ta chịu lực mà văng xuống đất. Jack đứng dậy, lùi lại vài bước. Hắn thò tay vào túi rồi phi ra những lưỡi dao ban nãy về phía Hack Queen. Những tưởng rằng thứ vũ khí bình thường của loài người đó sẽ lại một lần nữa chịu thua trước cơ thể phi thường của anh nhưng kỳ lạ thay toàn bộ lưỡi dao mà tên rách đổ tế tung ra đều găm vào người hết quyên làm anh đổ máu thì ra rách đã dắt mũi tất cả mọi người ngay từ đầu thần khí của rách chính là chiếc túi áo của hắn nó cho phép hắn có thể tạo ra vũ khí đả thương được các vị thần sách tiếp tục ném ra vô số những lưỡi dao về phía hack queen hack không hề nao núng anh vung chỉ đánh bay những lưỡi dao của kẻ đầu tể rồi từng bước từng bước tiến lại gần hắn thu hẹp khoảng cách từng chút một với rách hack quyết định chọn cách đánh trực diện với rách anh giải phóng sức mạnh của mình hình xăm trên người anh dần lan rộng ra toàn thân hack queen vẫn chiêu thức đầu tiên trong chuỗi 12 chiến công của anh sư tử nemir anh vung một chỉ đánh bay rách vào tòa nhà đối diện khiến hắn học máu mùng rách đứng dậy hắn vặn khớp vai lại như chưa có gì xảy ra hắn lấy ra từ trong túi một con dao bấm cỡ lớn hồi hai của trận đấu giờ đây chính thức được bắt đầu hình xăm của hack queen bắt đầu lan dần ra khắp người anh a z giải thích cho mọi người hiểu về bí mật của thứ sức mạnh ẩn chứa đằng sau nó tương truyền rằng rất lâu về trước đây trước cả khi hack queen trở thành thần anh đã lập được 12 chiến công hiển hách và thành thạo được cho mình 12 thần kỹ tuy vậy sức mạnh to lớn này cũng có cái giá của nó mỗi một mm hình xăm lan ra sẽ khiến cho anh chịu cơn đau đớn có thể đánh gục cả những vị thần khác và khi hình xăm phủ kín người hack linh hồn anh sẽ tan biến quay trở về quá khứ, khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Tại Thebes, một thành phố ở Hy Lạp cổ đại, lúc này đây có một cậu bé tô đang bị hai tên nhóc to lớn hơn đánh đập. Chúng muốn cướp con bê mà tô định đem đi đổi lấy thuốc cho mẹ mình. Bỗng nhiên An Sai, sau này là Hack xuất hiện. Cậu lao vào đánh nhau với hai tên kia, toan giành lại con bê cho bạn mình. Kết quả là không những không lấy lại được con bê mà cả hai còn bị ăn đập. An Sai từ bé vốn là một đứa trẻ yếu ớt bẩm sinh, tuy nhiên sự dũng cảm và chính trực trong cậu, cùng tinh thần lúc nào cũng xả thân vì chính nghĩa, luôn tỏa sáng hơn bất kỳ ai, dù là trong lúc đánh nhau hay là trong lúc đi さん cậu luôn đứng ra bảo vệ mọi người khi được lựa chọn giữa hai con đường an sai cũng không ngần ngại chọn con đường trông gai hơn cậu luôn nỗ lực tập luyện chui rèn bản thân nhằm có được sức mạnh bảo vệ chính nghĩa thời gian trôi qua cậu bé an sai ốm yếu ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng thiếu niên cường tráng lúc này đây hội nghị vahala một nghìn năm tổ chức một lần lại được diễn ra 74% số phiếu bầu sẽ hủy diệt loài người được thông qua các vị thần quyết định chọn thành phố thebes làm mục tiêu đầu tiên dẫn đầu quân đội nhà trời là thần chiến tranh az az cưỡi trên lưng ngựa bega sớt bay xuống đứng trước phán quyết của các vị thần con người chỉ có thể biết cúi đầu chấp nhận số phận. Ngoại trừ duy nhất một người đó là An Sai, cậu dũng cảm chắn ngang đường hành quân của đội quân nhà trời, AZ tung một cước hất văng An Sai. Chỉ nhìn thôi cũng đoán được thực lực giữa người với thần trinh lịch tới mức nào. Tuy vậy, An Sai vẫn tiếp tục đứng lên chiến đấu, điều này khiến cho AZ vô cùng ngạc nhiên. Ông yêu cầu An Sai nếu chịu cúi đầu thì sẽ tha mạng cho cậu. An Sai cho rằng các vị thần không hề theo phe chính nghĩa chút nào khi đem quân đàn áp nhân loại yếu ớt. Cậu quyết định uống thứ máu của thần rớt, Ambosia, một tiếng gầm thét dữ dội vang lên cả người an sai như bốc hỏa, như thể bị ngàn cây kim châm cùng lúc vậy, AZ tỏ ra thất vọng trước An Sai tuy nhiên ngay khi az định bước qua một cánh tay vung chùy giơ lên ngang mặt ông từ trong làn khói ansai lộ diện với hình dáng mới mái tóc ngả màu bạc cùng với cơ thể rắn chắc và cường tráng hơn cả lúc trước chỉ trong vài chiều bằng sức mạnh thừa kế từ thần rớt ansai đã đánh bay đám binh lính của az sau đó là màn tay đôi giữa một thần và một người vừa sở hữu sức mạnh của thần cả az và ansai đều tỏ ra bất phân thắng bại lúc này đây thần rớt đột nhiên xuất hiện ông dùng tay cản trở hai vị chiến binh thần rớt ngỏ ý muốn mời hách về làm thần nhưng anh chỉ đồng ý với một điều điều kiện, đó là các vị thần không được can thiệp vào sự tồn vong của nhân loại nữa, và thế là trong 4.000 năm sau đó, nhân loại đã được các vị thần cho phép tiếp tục tồn tại. Quay trở về hiện TAI với trận đấu thứ tư của Jack Nazok, tên Jack vẫn chọn cách giữ khoảng cách với Hack Queen và tung những lưỡi dao sắc bén về phía anh. Hack Queen vừa phòng thủ vừa thu hẹp khoảng cách, Jack bỗng đi bộ giữa không trung, thì ra là nhờ những sợi dây piano mà hắn răng khắp nơi. Hắn lợi dụng chúng như những dây cung, dùng để bắn xuống cơn mưa dao vào Hack Queen. Hack Queen giải phóng chiến công thứ sáu. Đại bàng sờ tim Falian phản pháo lại toàn bộ lưỡi dao về phía Jack, khiến hắn ngã xuống. Đòn tấn công ban nãy khiến cho chiếc kính độc nhãn của hắn bị vỡ nát. Rách để lộ con mắt phải của hắn với con ngươi đỏ lóm như máu. Hắn lẩm bẩm điều gì đó về việc nhìn thấy được màu sắc của hack Quyên. Rách tự nhủ không biết khi chết thì hack Quyên sẽ có màu gì đây. Héc Quyên còn chưa hết khó hiểu thì Rách bắt đầu ngân nga à ca khúc cây cầu London đang sụp đổ. Quay trở về London vào cuối thế kỷ 19, có một cậu bé nhà nghèo đang phải lục bới sọt rác của một nhà hàng cậu bị tên đầu bếp béo ị phát hiện hắn sút liên tục vào người cậu một cách vô cùng tàn nhẫn cậu ôm bụng bò lồm cồm dậy chắp tay xin hắn tha mạng cậu bé này chính là rách đồ tể năm 12 tuổi từ bé rách đã sở hữu hai màu mắt khác nhau con mắt phải có trong mắt màu đỏ cho phép cậu nhìn thấu được bản tính và cảm xúc con người dưới dạng những màu sắc khác nhau rách mừng giữa mang đống đồ ăn thừa mà cậu lượm lặt được cả ngày hôm nay về cho mẹ mình mẹ rách tên là ma bà là một người phụ nữ sống bằng nghề mại dâm ma thấy rách bị thương thì không khỏi giấu nổi vẻ xít xoa bà liền nhặt những đồng tiền mà tên khách làng chơi khi nãy ném dưới đất, vừa bảo với Jack sẽ dùng chúng để đi mua thuốc cho cậu. trong mắt phải của Jack lúc này, maji tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. đối với cậu mà nói, mẹ Magi chính là người đẹp nhất thế gian. đây chính là lý do tại sao mà Jack từ bé rất thích ngắm nhìn cảm xúc của mẹ cậu. mẹ của Jack trước đây từng bị các vị khách làm cho mang thai 5 lần, nhưng cả năm lần ấy bà đều phá bỏ chỉ duy nhất lần thứ sau là lại chịu đẻ ra rách rồi tự mình nuôi nấng cậu. Đối với những người khác mà nói, việc sinh ra trong một nơi ở đáy xã hội như này là một điều vô cùng bất hạnh. Nhưng đối với rách thì khác, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mẹ cậu đã chọn sinh ra cậu và nuôi dưỡng cậu đến tận bây giờ. Cho đến một ngày nọ, Jack trở về sau khi lượm lặt đồ ăn thừa ở ngoài như mọi khi. Cậu bước vào phòng thì thấy mẹ mình đang gào khóc thảm thiết. Trước mặt bà là một số báo vừa được in ra mới nhất. Trang đầu của tờ báo là hình ảnh thông báo tin tức về đám cưới của diễn viên kịch nổi tiếng Jack Smith với con gái của một nhà tài phiệt. Thì ra người đàn ông này chính là bố ruột của Jack. 13 năm trước, ông ta đã hứa với mẹ Jack nhất định sẽ quay trở lại đón bà về làm vợ. Đó là lý do tại sao khi mang thai con của ông ta, mẹ rách chọn giữ cái thai lại và nuôi nấng nó. Giờ đây khi biết mình đã bị gã đàn ông bội bạc kia lừa dối, mẹ rách tỏ ra vô cùng đau khổ. Trong cơn phẫn nộ, bà đã chút giận lên rách. Rách lúc này bỗng hiểu ra rằng bản thân mình chỉ là công cụ để mẹ mình kết nối với tình yêu của bà ấy. Thứ màu sắc tuyệt đẹp mà rách thường quan sát vốn không phải tình yêu mà Ma dành cho mình. Trong con mắt phải của Jack, mẹ của cậu chìm trong thứ màu đỏ dơ bẩn mà cậu từng thấy. Bà đã đánh mất đi thứ ánh sáng vàng thuần khiết và rực rỡ. Việc trải qua cú sốc tâm lý đột ngột đã khiến Jack như trở lên phát điên. Cậu lao vào bóp cổ mẹ mình. Trong cơn sợ hãi của mẹ cậu, Jack lại tìm ra một màu sắc khác. Cậu găm thẳng con dao gọt trái cây vào cổ người mẹ Maji, kết liễu mạng sống bà ấy ngay tại chỗ, cũng trong tối đó. Jack tìm tới cha ruột của mình và giết ông ấy. Cậu bé Jack sau đó biến mất giữa thành phố London để lại hại vụ án giết người bí ẩn mà chưa có lời giải đáp quay trở về hiện tại hai bên lại tiếp tục giao chiến rách liên tục ném giao giữ khoảng cách còn Head Queen thì tìm cách áp sát bị dồn vào đường cùng rách dùng mỏ neo đu lên tòa tháp big ben nhưng bị rơi xuống giữa chừng khiến hắn ta phải bám vào vách tường hecquin một chùy đánh sập tòa tháp đồng hồ anh dùng tới chiến công thứ bảy Bỏ mộng kết Head Queen chuẩn bị tung chiêu thì rách gỡ kim đồng hồ trên tòa tháp rồi ném về phía anh hecquin giơ cánh tay lên đỡ những tưởng anh sẽ không bị thương bởi vũ khí bình thường của loài người thì bỗng cánh tay trái của

nó bị đứt rời rồi rơi xuống đất thì ra thần khí thật sự của rách không phải những chiếc túi trong áo hắn mà nó chính là đôi găng tay của rách bất kỳ đồ vật gì mà rách chạm vào đều trở thành thần khí lại một lần nữa rách đã dắt mũi được toàn bộ mọi người điều này cũng có nghĩa là mọi ngõ ngách tại thành phố london quen thuộc này đều là thần khí sát thần của rách AZ tỏ ra sợ hãi trước khả năng hack queen có thể thua nhưng bị thần rớt đấm cho một cái tỉnh táo lại thần rớt nói rằng đó là hack queen và cậu ta nhất định sẽ không chịu thua hack queen lấy đai lưng của mình quấn chặt lấy cánh tay bị đất để cầm máu, chứng kiến sự kiên cường bất khuất của anh. Tên rách đồ tể bên cúi đầu ngả mũ thán phục, hay quy nhận ra con mắt phải của rách có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác. sách tự hào giải thích rằng con mắt phải này chính là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho hắn trong thế giới tàn nhẫn này. Màu sắc cảm xúc mà hắn thấy chính là tác phẩm nghệ thuật mà chỉ hắn tạo ra được. Hai Quyên phẫn nộ hỏi rách, đó là lý do tại sao ngươi giết tất cả mọi người sao? Anh nói đôi lời về quá khứ của mình, rằng bản thân anh từng là con người, sau này thăng thiên mà trở thành thần, cho nên suy nghĩ của anh rất công bằng vì nó được xây dựng dựa trên góc nhìn của cả con người và các vị thần. Mặc dù con người có nhiều mặt xấu nhưng anh vẫn luôn yêu thương họ. Hách nói rằng anh nhất định sẽ thắng trận đấu này và giải thoát cho Jack khỏi sự khổ đau. Jack bỗng nhận ra thứ màu sắc rực rỡ đang bao phủ khắp người Hách Đó chính là màu sắc thuần khiết của người mẹ qua cố mà anh tưởng rằng sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng lại nữa. Hách vung cây trì xoay tít lên trời. Tạo ra một cánh cổng hỗn mang giữa không trung, anh triệu hồi chó canh cổng địa ngục ba đầu xe bé rút. Từ trong cánh cổng, ba cái đầu xe be rút bay xuống, hòa nhập với cơ thể Hack Queen. Thần rớt giải thích cho Loki cùng các vị thần khác nghe về chiến công thứ 12 này, thì ra nó là một dạng kỹ năng ăn mòn sinh mệnh, chỉ có thể dừng lại một khi Hack Queen đánh bại được đối thủ hoặc bị sức mạnh xâm lấn hoàn toàn cơ thể. Hack Queen lao về phía rách, anh tung một đấm khiến khu phố bên cạnh vỡ nát, rách tóm lấy đống đất đá gần đó rồi dùng găng tay biến chúng thành thần khí, ném trả vào người Hack Queen, hắn vòng ra sau thì Hack Queen cũng vừa xông tới rách chỉ kịp đạp nắp cống rồi dùng găng tay biến nó thành khiêng Hét quyên đấm một phát thủng nắp cống Jack ăn trọn cú đấm vào mặt và bị hất văng ra phía sau. Cả khán đài òa lên những tiếng reo hò, Rách lại dùng súng mỏ neo, bắn lên tòa nhà đối diện toàn bỏ trốn. Hack Queen thấy vậy thì dậm chân phóng lên không trung, anh tung một đấm khiến hắn văng xuống hàng rào thép phía dưới, Rách bị một cây cọc thép xuyên thủng bụng, hắn lấy dao đã luyện thành thần khí, cắt phăng chiếc cọc thép rồi rút nó ra khỏi người, miệng gào lên vô cùng đau đớn. Hack Queen tiến lại gần Jack, anh yêu cầu Jack hãy mau đầu hàng đi vì trong thị trấn này không còn chỗ nào cho hắn chạy trốn nữa đâu. Rách lấy ra chiếc áo choàng của mình, hắn biến nó thành thần khí rồi cắt văng tòa nhà khổng lồ sau lưng tòa nhà này giờ đây cũng là một thần khí khổng lồ rách chạy về phía hack queen hắn mượn đà từ tay anh rồi phóng khỏi đó tẩu thoát còn hack queen thì bị thần khí khổng lồ đè lên người cả hội trường vô cùng ngỡ ngàng trước sự hiểm độc mưu mô của Jack. tuy nhiên hack queen không hề chịu thua từ dưới mặt đất anh đã trèo lên rách nhìn ngắm màu sắc của hack queen lúc này khác với màu sắc giả tạo của mẹ ma của hắn đó là thứ màu sắc của tình yêu chân thành rách nói rằng hắn thật nóng lòng muốn được nhuốm hack queen trong màu sắc của riêng mình nói rồi cả hai người lao vào cận chiến hai bên ăn miếng trả miếng nhưng đứng trước một hách Queen với sức mạnh của chó ba đầu xe be rút rách nhanh chóng bị áp đảo hắn bị đánh ngã đến hộc máu mồm nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy cả hai người lúc này đều gặp vấn đề về thời gian rách thì đang dần mất máu còn hách Queen thì sắp bị những hình xăm phủ kín khắp người loki dường như nhận ra được rách đang nung nấu ý đồ gì đó đột nhiên rách phóng ra một cây cọc sắt về phía hách Queen. anh né đòn và trả hắn bằng một đấm khiến rách văng xuống đất vào lúc mọi người còn đang cho rằng trận đấu đã ngã ngũ thì Rách đứng dậy, hắn ta lại cất tiếng hát vang bài cây cầu Luân Đôn đang sập. Rách vừa ngân nga bài hát vừa lảo đảo bước về phía Hack Queen Đoạn, hai người tung đòn kết liễu, Hack Queen một đấm tương thẳng vào đầu hắn, khiến Rách ngã gục tại chỗ, nhưng Rách đã kịp đứng tấn bằng hai chân, hắn lấy đà rồi xoay người, dùng chính những vết máu bám trên đôi găng của mình làm thần khí, đưa hai tay xuyên thủng lồng ngực Hack Queen Hack Queen công nhận Rách là một đối thủ rất mạnh, anh hỏi Rách xem cảm xúc của mình liệu có bị đổi màu, nhưng Rách trả lời là không. Ngày vẫn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ đó cho đến giây phút cuối cùng hack queen giang rộng hai tay anh ôm trầm lấy rách dù sao đi nữa anh vẫn yêu quý nhân loại nói rồi linh hồn hack queen dần tan vỡ thành từng mảnh và tiêu biến cả khán đài bên phe người và thần đều chìm trong im lặng họ quá đỗi bất ngờ trước kết quả trong cuộc này người chiến thắng trận đấu rắc na dốc thứ tư chính là rách kẻ đồ tể nhưng đối với rách hắn ta biết rằng mình đã thất bại trong trận cá cược sẽ thay đổi được màu sắc của vị anh hùng hack queen đáng mến rách lúc này tâm trạng vô cùng dối bời đây là lần đầu tiên hắn giết một vị thần cảm xúc trong hắn thật khó chịu rách lảo đảo bước ra khỏi sàn đấu đáp lại hắn là cơn mưa đá chút xuống đầu rách mọi người lúc này đây đều tỏ ra vô cùng căm phẫn khi thấy vị anh hùng đáng kính của họ ra đi trước tên sát nhân đồ tể con gục ngã trước kết quả trận đấu cô bé khóc lóc trách móc buôn đã thấy hài lòng chưa buôn nhắc nhở con rằng họ là các văn cai để cứu được nhân loại họ sẽ làm tất cả những gì có thể buôn bước vào trong một căn phòng Tại đây cô đặt di ảnh của Hack Queen kế bên Lữ Bố và Adam, rồi rót cho anh chén rượu chảy từ những giọt nước mắt của cô. Bun Hill được khóc lóc, cô hứa hẹn với Hack Queen, sau khi cứu giúp loài người thành công, cô sẽ sớm gặp lại anh, quay trở lại khán đài quan sát của thần rớt. Thần chiến tranh AZ đang khóc thương cho người bạn của mình, thần rất thì phẫn nộ trước sự ra đi của Hack Queen và chiến thắng liên tiếp của con người. Ông vận công đánh sập đài quan sát rồi cùng Loki rời đi. Lúc này đây, tại vườn thượng uyển của các vị thần, Loki đang ngồi đợi sự xuất hiện của một người. Từ phía xa, một người đàn ông ăn mặc vô cùng sành điệu, trên tay đang cầm cây kẹo mút, tiến về phía Loki, thì ra người đàn ông này chính là Đức Phật Thích Ca. Loki gặng hỏi Phật Thích Ca về một thứ tuyệt kỹ cho phép hai con người liên kết tâm trí với nhau nhằm đạt được sức mạnh to lớn, đổi lại họ sẽ phải giao phó tính mạng cho nhau. Tuyệt kỹ này có tên là Nhất Thác Liên Sinh và trùng hợp thay nó thuộc về Phật giáo. Đức Phật nghe đến đây không thích lòng vòng. Ông yêu cầu Loki nói thẳng ra điều hắn đang muốn hỏi. Loki trợn mắt đe dọa. Có phải thích cả đây chính là kẻ phản bội. Đừng lúc hai bên đang căng thẳng thì một đám thần tự xưng là thất phúc thần tiến vào. Một tên trong bọn họ tiến về phía Đức Phật toan kiếm chuyện. Phật Thích Ca chẳng buồn đoái hoài tới hắn, ông than phiền rằng mình lúc nào cũng cắn rửa cây kẹo mút. Điều này khiến cho tên thất phúc thần kia vô cùng tức giận, hắn ta vừa mới đưa tay động thủ với Đức Phật thì bị ngài phì cây kẹo mút ra khỏi miệng, khiến nó găm xuyên qua lòng bàn tay, đám thất phúc thần xông vào vây quanh Phật Thích Ca, cả tên Loki cũng nhảy về phe chúng. Bọn chúng định lấy số lượng áp đảo ngài thì kiếm sĩ Sasa Kikochizo xuất hiện, cùng với hai người nữa là Okita Sochi và Kondo góp mặt, họ cùng xin được giúp Đức Phật Thích Ca một tay, tên thất phúc thần ban nãy bị Phật Thích Ca đả thương chĩa súng về phía ngài rồi bóp cỏ, kỳ lạ thay. Phật Thích Ca có thể né tránh hết những viên đạn đó ở cự ly gần, ngài quay sang châm chọc tên thất phúc thần phá phách đồ đạc chẳng khác gì trẻ con, khiến hắn vô cùng tức giận, Okita Sochi cũng lao vào đáp lễ tên thần lựa lọc Loki. Và lúc này, thần rớt cùng thần Odin đột ngột xuất hiện dập tan cuộc ẩu đả của cả hai bên. Tay thất phúc thần không phục liền bị Odin tỏa uy áp dọa nạt. Mọi người thấy vậy bèn gác kiếm lại ai về nhà nấy. Thần rớt tiến lại gần Đức Phật Thích Ca. Ông nói với giọng điệu đầy đe dọa, yêu cầu Thích Ca đừng gây thêm rắc rối nào nữa. Nhưng Đức Phật chẳng thèm quan tâm, ngài quay lưng rời đi lại còn không quên khuyến mãi một câu nghe rất bố đời không ai có thể quy phục ta cả vì ta chính là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn thần rất nhìn thích ca rời đi ông đành bó tay với vị thần khó chịu này thần rất cũng nhanh chóng quay trở về khán đài theo dõi trận đấu giấc na giúp tiếp theo trong khi đó Thần Odin nở một nụ cười nham hiểm, ma lực ông tỏa ra khiến cho hoa cỏ vườn thực uyển lập tức héo úa. Gon lúc này chạy theo Bunhide. Cô bé xin lỗi vì đã trách cứ chị Bunhide khi nãy, Bunhide xoa đầu Gon và nói không sao đâu. Hai người họ sau đó nhanh chóng tới căn phòng của vị đấu sĩ tiếp theo đại diện cho nhân loại. Sau khi đi qua một loạt cánh cửa kéo với họa tiết rồng bay phượng múa, cùng những chén bát đồ ăn, bình rượu chất chồng xung quanh, hai người họ dừng lại trước một chiếc giường cỡ lớn. Trên giường là một gã đàn ông cao to bất thường đang nằm ngáy o o. Là võ sĩ sumo vĩ đại nhất nhân loại, Jaiden Tamemon, hắn nhảy trông về phía Boon buông lời chọc bẹo đòi được ngủ với cô. Boon bèn giơ tay chặn gã biến thái lại. Jaiden hỏi Boon liệu cô có phải thần khí của anh không, nhưng Boon bảo cô đã sớm tìm cho anh một người thích hợp hơn rồi. Nói đoạn cô cho gọi văn cai thứ ba thút bước vào, đó là một người phụ nữ với thể hình còn to lớn hơn cả Jaiden. Cô lập tức hỏa làm một với linh hồn anh, hóa thành thần khí cùng Giai đơn tham chiến sàn đấu giấc na dốc lúc này đã được thay đổi nó mang phong cách của một sàn đấu sumo nhật bản từ góc phía đông của khán đài người đàn ông với danh hiệu vua của võ đài sumo suốt hơn 20 năm được người đời gọi đến với cái tên đô vật vô song ra đen tamemon xuất hiện đối thủ của anh trong trận đấu thứ năm giữa người và thần đang bước ra từ cổng tây đây là vị thần phá hủy rồi lại tái tạo tái tạo rồi lại phá hủy vị thần nổi tiếng trong văn hóa ấn độ thần hủy diệt shiva tiếng hô của trọng tài vang lên xen lần những ánh nhìn tóe lửa từ hai đấu sĩ báo hiệu trận chiến giác na dốc thứ năm đã được được khai màn lúc này đây shiva đang được vợ và các con cùng các vị thần ấn độ khác cổ vũ nhiệt tình anh giơ tay lên chào họ, rồi quay lại nói với Gia Đen rằng sẽ hủy diệt anh. Gia Đen chẳng hề đoái hoài đến lời khiêu chiến của Shiva. Anh bốc một nắm muối trên tay rồi vung lên không trung, sau đó dùng hai tay vũ thật lực. Áp sức khủng khiếp khiến nắm muối bị gió thổi phân tán đi khắp cả đấu trường. Shiva đoán có lẽ đây là một nghi thức của đấu vật sumo. Gia Đen đột ngột bứt tốc chạy thẳng tới Shiva. Đòn đầu tiên anh dùng không nằm trong 48 kỹ thuật cơ bản, đó là một đòn dậm nhảy thẳng mặt thần hủy diệt Shiva hướng chọn đòn tấn công mạnh và đột ngột đã khiến cho shiva lùi lại ra sau anh mở lời khen đòn vừa rồi được phết thì gia đen đã lại xông đến anh ta tung một đấm dưới sườn nhưng shiva đã kịp lấy tay chặn lại shiva chưa cả khịa hết câu thì giai đen bồi thêm một đòn ngay vào má trái gia đen lại tóm lấy đầu shiva rồi nâng gối thẳng vào mặt anh nhưng Shiva đã lấy hai tay chặn đòn kịp lúc, anh tóm lấy ra Đen bằng hai tay, hai tay còn lại đấm thẳng vào ngực ra đi khiến anh bị văng ra sau, cả khán đài như trở nên vỡ òa trong không khí củ nhiệt. Lần đầu tiên trong lịch sử, võ thuật của nhân loại đối đầu với các vị thần, đây là một trận đối kháng tự do, là thứ chỉ có tại Giác Na quay trở về quá khứ một chút vào một ngày tháng riêng năm 1767, tại tỉnh Shinano, Nhật Bản, có một cậu bé tên Tazokachi đã 3 tuổi rồi nhưng vẫn chưa đi lại được. Ba mẹ cậu rất lo lắng, cho đến một chiều nọ, sau khi làm việc đồng áng và trở về nhà Ba mẹ Tazokachi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy đứa con mình đã bắt đầu chập chững đi những bước chân đầu tiên. Tuy nhiên, một điều không may đã xảy đến sau đó. Cơ bắp của Tazokachi đột ngột bành trướng, nó phá nát khung xương trên cơ thể cậu bé, khiến cậu không thể di chuyển bình thường như mọi người khác. Tuy nhiên, không đầu hàng trước số phận, Tazokachi vẫn ngày ngày thường xuyên tập đi lại. Dần già, cơ thể cậu sản sinh ra các sợi cơ mới. Chúng như những lớp vỏ bọc giúp kiểm soát các thớ cơ bắp trên người Tazokachi. Các sợi cơ này được gọi là bách ấn. Quay trở lại với trận đấu giác na dốc hiện tại, gia đơn đột ngột tóm chặt ngực mình rồi vận chúng lại, lập tức cơ bắp khắp người anh phình lên một cách mất cân bằng. Nhưng nhờ có thần khi đai sumo siêu cấp do thút luyện thành, gia đơn cuối cùng có thể chiến đấu với 100% sức mạnh của mình. Giai đơn xông về phía thần hủy diệt Shiva, anh tung một đấm khiến Shiva phải lấy ngay hai tay chống đỡ. Chưa dừng lại ở đó, Giai đơn tung ra vô số nắm đấm khiến Shiva không cách nào đối chọi được. Đòn tấn công mạnh mẽ khiến Shiva ngã sấp mặt trên sàn đấu. Ngay khi anh vừa đứng dậy thì Giai đen quay người tung đòn kết liễu. Bỗng nhiên Shiva dùng thiết đầu công đập thẳng vào mặt Giai đen làm anh máu chảy đầm địa hắn bồi thêm hai đòn vào mặt giai đen khiến anh lùi lại phía sau. Siva lúc này dùng bốn tay của mình đánh đấm liên tục như một khẩu đại bác. trước uy lực này giai đen chỉ biết ôm mặt mà phòng thủ. những tưởng giai đen sẽ chịu đầu hàng trước Siva thì đột nhiên giai đen dùng hai tay nắm chặt lấy một tay của Siva anh vẫn sức toàn bộ cơ bắp trên người đổ dồn về hai cánh tay của gia đen cường hóa cho nó gia đen bung sức bóp nát một tay của shiva khiến thần hủy diệt của ấn độ gào thét trong đau đớn nhờ có thần khí luyện thành của thút giờ đây gia đen đã có thể hoàn toàn kiểm soát các thơ cơ bắp của mình trong lúc các vị thần khác tỏ ra lo lắng thì các thần Ấn Độ quen biết Shiva mới là người rõ hơn ai hết rằng Shiva sẽ không bao giờ thua. Nghe được những chàng cổ vũ này, Siva giơ nắm đấm của mình lên cao như một lời đáp lại tình cảm của mọi người, thần hủy diệt lại xông lên giao đấu với Gia Đen. Siva tung ra một chuỗi các cú đấm mang sức nặng của 1116 vị thần Ấn Độ, đồ sĩ hai bên quần thảo một hồi thì chuyển qua chơi thiết đầu công. Cũng nhau tới bến, sự hăng máu của người võ sĩ Sumo này khiến cho Siva dần nhớ lại khoảng thời gian hàng nghìn năm về trước, khi mà anh còn cùng nhau chiến đấu với người bạn thân của mình là Juda từ xa xưa. Có tới hàng nghìn vị thần thuộc thần giới Ấn Độ, các vị thần ngày này qua tháng nọ cạnh tranh lẫn nhau, khiến con người nơi đây rơi luôn phải sống trong chiến tranh chịu cảnh đói khổ lầm than tại một vùng núi hẻo lánh của ấn độ có hai vị thần gần như vô danh là shiva và juda tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại vô cùng hợp nhau trong những ngày tháng chiến đấu không hồi kết với những vị thần khác shiva coi juda là người bạn thân nhất của mình một ngày nọ juda nói với shiva về ước mơ của anh đó là có thể đứng đầu vị trí trong thần giới ấn độ và ngắm được những khung cảnh mà chưa ai từng thấy vừa nói anh vừa phóng tầm mắt về ngọn núi cao sừng sững trước mặt shiva vốn là một người ham mê nhảy múa anh không có hứng thú với những điều juda nói nhưng lại chấp nhận đi trên chuyến hành trình với Juda, hai người họ trải qua không biết bao nhiêu là trận chiến, đối mặt với biết bao nhiêu kẻ thù. Mỗi một vị thần hùng mạnh ngã xuống là một gánh nặng lại đè lên vai họ, họ có trách nhiệm gánh vác ước mơ thay cho cả những vị thần đã ngã xuống này ngay cả những vị thần hùng mạnh và vĩ đại nhất như lôi thần Inza hay thần sáng Thế Ba Ma. Thần bảo hộ Vishnu cũng không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Shiva và Juda cuối cùng đã thành công đánh bại và quy phục được 1110 năm vị thần Ấn Độ. Giờ đây cả hai người họ cùng nhau đứng trên đỉnh thần giới, ngắm nhìn cảnh tượng vĩ đại nhất Ấn Độ này. Trong lúc Shiva mặt mày hớn hở thì Juda lại mang thái độ nghiêm túc anh muốn thách đấu với shiva lý do là chỉ có duy nhất một vị thần mạnh nhất mới được phép đứng trên đỉnh cao của thần dưới ấn độ trong cuộc hành trình mà juda và shiva đã trải qua các vị thần đều cổ vũ cho họ rằng tuyệt đối đừng để thua trước một vị thần nào khác cả hai người cùng giao kèo với nhau sẽ nhảy múa thật hết mình rồi lao vào giao chiến trận chiến của họ kéo dài mấy ngày mấy đêm mồ hôi của họ vã ra nhiều đến mức nó trở thành mưa tiếng đấm đá của họ vang vọng khắp cả bầu trời ấn độ cả hai bên đều tỏ ra vô cùng ngang tài Ngang sức không ai chịu thua ai, mỗi lần Siva đấm ngã Juda là anh ta lại đứng lên, Juda biết Siva vì không muốn tiếp tục đánh người bạn thân của mình nên đã đầu hàng trước Siva. Judah trao lại cho anh trọng trách của 1116 vị thần Ấn Độ rồi rời đi trước sự cung kính của các vị thần khác. Và đó là câu chuyện về cách mà thần Shiva đã chinh phục được thần giới Ấn Độ và cũng là câu chuyện về việc anh đã đánh mất người bạn thân của mình. Quay trở lại sàn đấu rắc na dốc đang nóng như chảo lửa, cả khán đài bên phe thần đều đang hò reo tên tuổi Shiva. Shiva lấy tay đập mạnh vào hai chống ngực sau tiếng thét lớn ấy anh bắt đầu lắc lư theo điệu nhảy với nhịp điệu của vũ trụ mà chỉ mình Shiva có thể thực hiện được. Đây chính là chiêu thức được biết như kho báu của thần giới Ấn Độ. Điệu nhảy chiến tranh của thần Shiva từng dùng để thống nhất thần giới Ấn Độ. Shiva lao tới tấn công đen anh liên tục bắt nhịp và nhảy múa, dùng nó vừa né vừa phản đòn khiến Jaden Tamemon không kịp trở tay. Những cú đánh không ngừng nghỉ với nhịp độ khó đoán, khiến cho đen cảm giác như đang bị hàng trăm người vây đánh. Đứng trước đòn tấn công như vũ bão, đen chọn cách phòng thủ với cơ bắp ở hai cánh tay đã được cường hóa để đáp lễ cả cơ thể shiva trở nên bùng cháy anh tung một cước bổ củi thẳng xuống đỉnh đầu dai đen khiến vết rách trên da thịt của anh bốc khói. Vào cái lúc khán giả cả thần lẫn người đều cho rằng trận đấu thứ năm đã đến hồi ngã ngũ thì Me Mon chỉ lẳng lặng cười, nhà ngươi phiền phức thật đấy. Vào lúc mà toàn nhân loại đều cho rằng hồi kết đã đến thì Me Mon và những võ sĩ sumo mà anh từng đối mặt lại nghĩ khác. Quay trở về thời thơ ấu của Giai Đen từ bé cậu đã thích môn võ sumo, nhưng sumo lại không hợp với cậu chút nào. Mặc dù cơ bắp của Giai đen đã được bách ấn kìm hãm, nhưng cậu vẫn là một con quái vật với sức mạnh khủng khiếp. Tazokichi bị các bạn ghét bỏ, cậu trở nên cô lập vào án trách bản thân vì đã cho mình một cơ thể như vậy nghe được những lời nói ấy Mẹ của Tazokichi đã kể với cậu rằng trước cả khi cậu đi lại được, mẹ cậu vẫn ngày ngày lên đền thờ cầu thần linh xin hãy giúp cho con trai bà đứng dậy, xin hãy cho nó có một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng. Mẹ Tazokichi dặn cậu hãy dùng sức mạnh này để giúp đỡ cho những người yếu ớt và không có sức mạnh như cậu. Vâng lời mẹ, những năm sau đó, đúng như mong muốn của mẹ mình, Tazokichi lớn lên và trở thành một cậu bé tốt bụng, nhưng một ngày nọ, một thảm họa lớn ập đến đã thay đổi tương lai của cậu ấy. Vũ phun trào núi lửa đã khiến cho núi lửa phá hủy mùa màng, dịch bệnh, nạn đói diễn ra khắp nơi ở tỉnh Shinano. Sự kiện này được gọi là nạn đói thiên minh. Đã có rất nhiều người chết những năm sau đó. Lúc này Tazokichi đã 17 tuổi. Cậu quyết định rời khỏi Shinano, lên đường đi đến Edo. Cậu quyết tâm trở thành một sumo nhằm kiếm thật nhiều tiền để gửi về giúp đỡ gia đình. Tại đây cậu đã gặp đường bậc thầy sumo Ozeki dưới sự chỉ dẫn của Ozeki. Tazokichi tập ngày tập đêm các nền tảng cơ bản của sumo mà không biết mệt mỏi với Tazokichi. Sumo đã trở thành điều đầu tiên trong đời mà cậu có thể dùng hết sức mạnh để tấn công và rồi vào năm khoán tránh thứ hai 1790, Gia Đen Tamemon đã có trận mở màn dưới danh nghĩa của thái ấp Masue sau những chiến thắng áp đảo của mình. Cậu bé từng bị gọi là quái vật, rồi đây đã trở thành ánh sáng soi dọi Edo. Tuy vậy, trong một trận đấu nọ, vì phải chứng kiến việc đối thủ run sợ trước mình, khiến cho Gia Đen nhớ lại lời mẹ răn không được ức hiếp kẻ yếu. Kể từ đó, Gia Đen đã tự mình phong ấn bốn kỹ năng mạnh nhất của anh, đó là đẩy mở lòng bàn tay, tát mở tay. Và hai tay và vật về phía trước. Giờ đây, đứng trước kẻ thù hùng mạnh là thần hủy diệt Shiva. Cuối cùng thì Giai Đen cũng có thể dùng lại bốn kỹ năng này. Anh tụ lực, dồn toàn bộ cơ bắp vào trong lòng bàn tay. Với thần khí của Thút cho phép anh kiểm soát triệt để các bó cơ bắp. Tuyệt kỹ đầy mở lòng bàn tay của Giai Đen đã trở thành một biến thể hoàn toàn khác. Anh lao về phía thần hủy diệt Shiva rồi tung đòn chí mạng của mình. Shiva không kịp né chỉ đành dùng hai tay bất lực chống đỡ, nhưng đỡ thế nào được hai cánh tay của thần hủy diệt lập tức bị đứt rời shiva ngã văng xuống nền đất Siva lảo đảo đứng dậy bị thương nghiêm trọng như thế mà vẫn có thể đứng vững quả là một kỳ tích tuy nhiên phía giai đen cũng bắt đầu tới giới hạn của mình các bó cơ của anh chịu phản lực từ đòn ban nãy nên bắt đầu co giật máu me tuôn trào khắp người giai đơn anh yêu cầu thút hãy giúp cơ bắp của anh di chuyển nhanh hơn nữa mặc cho lời cảnh báo của cô rằng việc đó có thể phá hủy nội tạng và cơ bắp anh shiva cũng ra tuyệt kỹ át chủ bài trực tiếp lấy tay bóp tim đập nhanh hơn khiến cho toàn thân bùng cháy dữ dội hai vị đấu sĩ mang trên mình hy vọng và ước mơ của những người thân cùng xông vào ra đòn quyết tử dành cho nhau cả khán đài như nín thở khi đòn tấn công của hai người chạm vào nhau giai đen càng dùng cơ bắp để phòng thủ trước các đòn tấn công của shiva thì cơ bắp anh càng bị đốt cháy và trở nên ha hụt. Các vị thần Ấn Độ tỏ ra khá bất ngờ trước hình dạng bốc cháy của Shiva. Tuy nó đem lại cho anh sức mạnh áp đảo, nhưng đây là cấm chiêu mà Shiva dùng để miễn cưỡng kích thích bản ngã của mình, khiến cho anh ta bốc cháy. Nếu cứ tiếp tục diễn ra thế này, Shiva sẽ tự thiêu dụi bản thân mình. Cả hai vị đấu sĩ lúc này đang thực sự thiêu cháy sinh mệnh của bản thân. Gia đen liên tục hứng chịu những cú đấm như mưa chút từ Shiva. Tuy vậy, tay và đầu gối anh ta vẫn chưa hề chạm đất. Giai đen phản đòn bằng một cú húc đấu khiến Siva ngã văng xuống đất, cơ thể của Shiva lúc này đã trở nên tơi tả hơn bao giờ hết. Đây quả là một trận chiến xem ai sẽ tan xác trước. Lúc này đây, thần bão tố Juda từ phía khán đài, thét lớn những lời động viên khích lệ dành cho Shiva. Không khí tại na dốc trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cuộc đối đầu giữa đô vật vô song gánh vác niềm hy vọng của mọi võ sĩ và chiến đấu vì sumo với thần hủy. Diệt trên vai mang trên mình niềm kiêu hãnh của 1116 vị thần đã sắp sửa đi đến hồi kết, hai người đàn ông gánh vác hy vọng và ước mơ của nhiều người này, đã theo dõi linh hồn và thể xác của mình trong lúc vượt qua giới hạn của chính họ. Gai đen một lần nữa dùng tuyệt kỹ bắt chỉ ô, Siva quyết định đối đầu trực diện với nó bằng đại thiết viêm vũ. Anh tung cước đá rách cánh tay phải của Gai đen. Gai đen cảm ơn Siva vì đã giúp mình thể hiện toàn lực sức mạnh môn võ sumo. Anh gọi Thút ra và yêu cầu cô hãy rời khỏi cơ thể anh như thế có thể bảo toàn tính mạng cho cô. Nhưng thúc quyết định chọn ở lại và hy sinh cùng người đàn ông mình yêu. Siva không phục vô cùng trước Gai đen Tamemon, thần hủy diệt tung đòn kết liễu khiến đầu Gai đen rơi xuống đất. Tuy đã chết nhưng cơ thể anh vẫn đứng vững. Siva quay người rời đi trước sự hô hào của toàn bộ khán đài các đấu sĩ quyết định an táng ra đền bằng những đòn dậm chân chúng như khúc ca tiên đưa vị võ sĩ sumo mạnh nhất nhân loại tới cõi vĩnh hằng âm thanh hùng tráng đó sẽ vang vọng khắp và hala cho đến hàng nghìn năm sau này các vị thần ấn độ cùng thần bão tố juda nhanh chóng chạy đến đón chào kẻ chiến thắng shiva dù bị thương nặng như vậy shiva vẫn mỉm cười vui vẻ như mọi khi anh nói với thần rất rằng nhân loại quả thật là vô cùng mạnh mẽ chứ không hề tầm thường chút nào đâu lúc này đây cô bé van ca nhỏ tuổi nhất là gon đang khóc thương cho người chị thuốc của mình Cô hỏi Bun rằng để cứu được nhân loại có nhất thiết phải làm đến mức này không? Bun Hilder mượn lại câu nói của Adam nhắc nhở Gon khi ta bảo vệ người quan trọng của mình. Thì cần lý do nào nữa ư? Nói rồi Bun Hilder rời đi. Cô yêu cầu Gon hãy để chị được yên tĩnh một lúc. Bun Hilder tìm tới căn phòng nơi thờ các vị đấu sĩ đã ngã xuống trong trận chiến giác na dốc. Cô đặt di ảnh của Giai Đen Mon kế bên ba vị đấu sĩ khác. Bun Hilder ngồi gục xuống đất, khuôn mặt thất thần, tự trách móc rằng bản thân mình yếu đuối hơn cô nghĩ. Lúc này đây, thần rớt tìm đến dưới gốc cây bồ đề ở Vahala, nơi Thích Ca đang nằm hóng gió và thưởng kẹo. Ông muốn Thích Ca ra mặt ở trận thứ sáu. Đức Phật hỏi thần rớt ông nhất định muốn hủy diệt nhân loại đến như vậy sao? Thần rớt bảo rằng ta chỉ đơn giản là không thích thua thôi, đã đấu thì phải thắng, như thế mới là thần. Thấy thần rớt tỏa thần lực đe dọa, Thích Ca vỗ vai thần rớt. Được thôi, vậy thì ta sẽ đi, chúc ông xem trận đấu tiếp theo vui vẻ nhé, quay trở lại với cô bé Gon. Con đi vào phòng y tế thì vô tình nghe lén được cuộc hội thoại giữa đám thất phúc thần về một người bí ẩn tên là Zezo, cô chẳng may bị bọn chúng bắt quả tang. Đương lúc sợ hãi vì không biết nên làm gì thì rách đồ tể bỗng nhiên xuất hiện, lúc này đây tại đấu trường dốc trận chiến thứ 6 đã được bắt đầu từ bên phía các vị thần là đại diện của họ đang bước lên đây là người từng cứu rỗi nhân loại thoát khỏi những ham muốn trần tục là người soi đường dẫn lối cho con người thoát ra khỏi màn đêm tăm tối ngày ấy chính là đức phật thích ca mâu ni hay còn được biết đến với cái tên tất đạt đa thích ca bước đi thẳng một mạch ông dừng lại phía bên nhân loại rồi đoạt lấy chiếc loa của trọng tài đoạn tuyên bố trước mặt toàn bộ la rằng mình chính là người sẽ đại diện cho nhân loại tham gia trận chiến thứ sáu. Các vị thần nghe thấy vậy thì một giây hai giây ngẩn tò te. Đến giây thứ ba đều giận dữ mà thét lớn, đừng có mà đùa, là thần mà lại dám cuồng ngôn, đứng về nhân loại. Bộ ngài bị điên rồi hả? Nhưng đáp lại những câu hỏi chất vấn cùng thái độ giận dữ đó, Đức Phật dơ thẳng cây tích trượng về phía các vị thần tối cao như Odin và Zeus, rồi gõ mạnh xuống mặt đất, thét lớn một câu đầy đe dọa, nếu các vị thần không muốn cứu rỗi nhân loại, thì ta sẽ là người cứu họ còn nếu tên thần nào dám cả gan cản đường ta thì giết không tha